Với những người hâm mộ bộ môn bóng chuyền, cái tên Phạm Thị Kim Huệ có lẽ không còn quá xa lạ. Cô giữ kỷ lục là nữ cầu thủ duy nhất của bóng chuyền Việt Nam dự 17 mùa giải vô địch quốc gia liên tiếp. Nữ phu công sinh năm 1982 này cũng được mệnh danh là hoa khôi của bóng chuyền Việt Nam trong hơn một thập kỷ. Trong sự nghiệp của mình, Kim Huệ từng nhiều năm giữ trọng trách đội trưởng đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam, cũng như tại Bộ Tư lệnh Thông tin. Kim Huệ đã cùng đồng đội mang về nhiều huy chương danh giá tại SEA Games. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, hoa khôi bóng chuyền một thời Phạm Thị Kim Huệ đã bất ngờ đăng tải hình ảnh đầy rạng rỡ trong buổi lễ trao bằng thạc sĩ. Cụ thể, Kim Huệ viết: "Bạn luôn xứng đáng với những gì bạn đạt được. Chúc mừng bạn đã vượt qua kỳ thi và thành công rực rỡ. Cảm ơn tất cả các thầy cô và tập thể lớp quản lý kinh tế 2 đã đồng hành và giúp đỡ trong thời gian qua." Được biết, Kim Huệ vừa bảo vệ thành công luận văn để nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở độ tuổi 41, cựu hoa khôi bóng chuyền vẫn miệt mài với sự nghiệp học tập khiến nhiều người nể phục.